Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi cầu nguyện, và đang khi cầu nguyện, diện mạo người biến đổi khác thường và áo người trở nên trắng tinh sáng láng. Bỗng có hai vị đàm đạo với người, đó là Môsê và Elia, hiện đến uy nghi và nói về sự chết của người sẽ thực hiện tại Jerusalem. Phêrô và hai bạn ông đang ngủ mê chợt tỉnh dậy, thấy vinh quang của Chúa và hai vị đang đứng với người. Lúc hai vị từ biệt Chúa, Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm. Chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê và một cho Elia. Khi nói thế, Phêrô không rõ mình nói gì. Lúc ông còn đang nói thì một đám mây bao phủ các ngài, và thấy các ngài biến vào trong đám mây. Các môn đệ đều kinh hoàng. Bây giờ từ đám mây có tiếng phán rằng: Đây là con ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời người. Và khi tiếng đang phán ra thì chỉ thấy còn mình Chúa Giêsu. Suốt thời gian đó các môn đệ giữ kín không nói với ai những điều mình đã chứng kiến. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, tôi bắt đầu bài giảng hôm nay bằng một câu chuyện. Có một cuốn phim mang tựa đề là Mặt Nạ, kể lại một câu chuyện về một chú bé 16 tuổi tên là Rocky. Em mắc phải một chứng bệnh kỳ lạ khiến cho sọ và xương mặt em phát triển khác thường, nên làm cho khuôn mặt em bị biến dạng thật khủng khiếp. Nhiều người trông thấy là phải vội vã quay mặt đi vì sợ hãi. Nhưng mà có kẻ thì lại chọc ghẹo chế nhạo. Riêng em thì chẳng bao giờ em cảm thấy tủi thân, vì em chấp nhận nó như một phần của cuộc sống mình. Một ngày nọ, em và vài người bạn đi thăm khu công viên vui chơi. Vào trong một ngôi nhà rực ráp kiến, và họ tất cả đều bật cười vì cái khuôn mặt họ bị những tấm gương làm cho biến dạng. Còn em thì giật mình khi nhìn vào một tấm gương biến khuôn mặt của méo mó của em thành một khuôn mặt bình thường, nếu không nói là rất là đẹp trai. Lần đầu tiên trong đời, bè bạn của em đã nhìn thấy em trong một trạng thái hoàn toàn mới mẻ. Họ đã nhìn thấy con người thực sự xinh đẹp bên trong của em được bộc lộ ra bên ngoài. Kính thưa quý ông bà anh chị em, một điều tương tự như thế đã xảy ra cho Chúa Giêsu qua đoạn tin mừng hôm nay. Trong lúc Ngài biến hình, các môn đệ đã nhìn thấy Ngài trong một trạng thái hoàn toàn mới lạ. Lần đầu tiên họ được trông thấy sự vinh quang tươi đẹp bên trong của con Thiên Chúa được bộc lộ ra bên ngoài. Nhưng chúng ta dừng lại ở đây một chút. Và tại sao mà giáo hội trong hôm nay là Chủ nhật thứ hai mùa chay, mùa chay mà tại sao giáo hội lại đưa câu chuyện Chúa biến hình để mà cho chúng ta suy gẫm? Để trả lời cho câu hỏi ấy, chúng ta phải đọc lại toàn bộ bài phúc âm nói đến cuộc biến hình. Việc này xảy ra ngay sau khi Chúa Giêsu báo cho các môn đệ rằng Ngài phải lên Jerusalem để chịu nạn, chịu chết. Và khi nghe như vậy thì Phêrô đã lớn tiếng nói Thầy: Lạy Thầy, xin đừng để điều đó xảy ra cho Thầy. Và lập tức Chúa Giêsu trả lời cho ông Phêrô một cách gay gắt rằng: Hỡi Satan, hãy xéo đi, đừng cản trở ta. Ngươi không suy nghĩ theo đường lối Thiên Chúa mà chỉ theo đường lối của con người. Có lẽ Phêrô, ông Giacôbê và ông Gioan cần được chích một mũi thuốc bổ thiêng liêng sau khi đã bị cú sốc về thập giá Chúa, về việc Chúa hướng các ông về cuộc tử nạn.
Và đó cũng có thể lý do khiến giáo hội nói về cuộc biến hình và mùa chay như một trợ lực cần thiết cho chúng ta trước khi chúng ta bước vào tuần thánh. Nếu để ý một chút, chúng ta sẽ thấy được sự tương phản giữa cuộc biến hình và cơn hấp hối trong vườn cây dầu. Cả hai điều đều xảy ra ở trên ngọn núi và trước sự chứng kiến của ba môn đệ rất thân cận của Chúa là Phêrô, Giacôbê và Gioan. Và cả hai câu chuyện bổ túc cho nhau. Thực vậy, trên đỉnh núi Tabor, ba môn đệ nhìn thấy Ngài xuất thần và qua đó được chiêm ngắm thiên tính của Ngài. Còn trên núi cây dầu, họ nhìn thấy Ngài hấp hối và qua đó nhân tính của Ngài được bộc lộ một cách rõ nét hơn cả. Tabor và cây dầu mặc khải hai nét tương phản sinh động giữa nhân tính và thiên tính của Ngài. Và hai biến cố này không thể tách lìa nhau như hai mặt của một đồng bạc. Và như thế cho chúng ta thấy Ngài vừa là người thật và vừa là Thiên Chúa thật. Bài học chúng ta tin mừng đưa ra cho chúng ta trong tuần này là hãy chấp nhận thập giá cuộc đời của chúng ta, để nhờ đó chúng ta sẽ được chia sẻ cái phần vinh quang phục sinh với Ngài. Và sự biến hình trên núi Tabor cho chúng ta cái ánh sáng về cái sự phục sinh đó. Nên chúng ta hãy bước đi vác thánh giá mình theo Chúa trong mùa chay này, để chúng ta được vui mừng trong ngày phục sinh, vì chúng ta được chia sẻ vinh quang của Ngài trong ngày đó. Dear my beloved children and friends, in today's gospel, St. Luke tells us the transfiguration of Jesus. Jesus was praying. As he prayed, his face shone and his clothes became white as snow. On one side of him stood Moses, the great lawgiver. On the other side was Elijah, the greatest of the prophets. A luminous cloud overshadowed them, symbolizing the presence of God. Out of the cloud, the voice of the Father was here uttering the lovely words, "This is my Son, the chosen one, listen to him." Peter exclaimed, "It's wonderful for us to be here. If you wish, I will make three tents here. One for you, one for Moses, and one for Elijah." Peter wanted to stay on the mountain. He wanted to build a safe haven there, away from all trouble and danger. But the purpose of this experience was not to encourage escape. The purpose was to comfort and strengthen Jesus and the apostle, so that they would be able to go back and face the mess and danger they left behind. In our life too, sometimes we have experience of joy and exaltation, have glimpsed the beauty of heaven, encouraged, elated, and we may have thought, "It's good for us to be here like Peter." That is, we want to remain with that moment forever, escape the challenge of our daily life. No. That experience should not be an escapee, but is to comfort and strengthen us to try our best to make a change of heart and make a difference in our lives during this Lent, so that at the Easter we all shall be transfigured with Christ in the new life.